ta có thể tham khảo các loại văn bản, rồi là các cái khái niệm, rồi cách thức tổ chức các hoạt động vân vân, chúng ta có thể tham khảo ở trên đó. Còn về cách thức học và đánh giá thì cũng giống như ở môn học quản trị hành chính và quản trị học, chúng ta sẽ lấy điểm 40% là điểm ở trên lớp, bao gồm có làm bài tập nhóm rồi làm bài kiểm tra. Ở các nhóm làm việc thì sẽ đánh giá, tuy nhiên việc đánh giá chặt chẽ hơn. Và nhắc lại là cái phần đánh giá của nhóm ở môn quản trị học ấy thì nó không đúng vào thực chất, đó là các bạn thường là xì xoa về vấn đề điểm. Còn môn học này thì thầy sẽ yêu cầu như sau: tất cả những sinh viên mà vắng học một buổi như vậy thì sẽ bị trừ điểm, kể cả điểm của nhóm. Còn nhóm nào mà không trừ thì thầy sẽ không chấm điểm của nhóm đó. Có nghĩa là những người mà tham gia học mà chấm điểm nhóm ấy thì các buổi vắng sẽ bị trừ điểm, là một. Thứ hai là với cái điểm ban đầu như thế thì những người mà vắng nhiều thì cũng không thể có được điểm điểm cao được. Mỗi một buổi mà vắng thì nhóm cũng phải chấm điểm, trừ đi một buổi vắng như vậy. Trong số nhóm chúng ta là chấm 10 điểm mà. Bởi vậy cho nên là mỗi một buổi như vậy vắng thì sẽ trừ 0,5 điểm. Nếu vắng 2 buổi thì mình sẽ mất 2,4 điểm. Với lại thứ hai nữa là cũng không thể chấm theo điểm 10 được, thang điểm 10. Nhưng mà nếu mà vắng nhiều thì bản thân của cái người đó đã được điểm thấp rồi và sau đó sẽ bị trừ nữa. Nguyên tắc là như vậy. Chứ còn môn quản trị học thì tôi thấy là các bạn chấm 7, 8, 9, 10. Có nhiều người vắng 3, 4 buổi cũng cho 9 điểm. Không đúng một cái thực chất thế nào cả. Cho nên là từ môn học này thì phần chấm điểm của nhóm thì thầy sẽ yêu cầu là các nhóm sẽ theo dõi cái việc học tập của sinh viên. Sinh viên nào không tham gia vào nhóm thì điểm không vượt quá 5 điểm. Chúng ta sẽ trừ trừ lùi ạ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tránh cái trường hợp mà nó chậm trễ thì học đến buổi gần cuối cùng ấy, tức là trước khi kết thúc một buổi thì các nhóm sẽ phải chấm điểm và đưa lên cho thầy. 60% điểm còn lại chúng ta sẽ làm bài kiểm tra cuối cùng. Trong bài kiểm tra cuối cùng thì môn học này thầy cũng sẽ cho phép là sử dụng đề mở, làm đề mở. Tuy nhiên thì yêu cầu về làm bài thì sẽ có những cái yêu cầu cao hơn. Trong học phần này thì chúng ta sẽ tập trung vào một số vấn đề liên quan đến công tác hành chính. Và nội dung thì sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính mà quý vị nhìn thấy ở trên bảng đấy. Thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu về cái công tác quản lý trong lĩnh vực hành chính. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về cái cách thức tổ chức một bộ máy hành chính. Và thứ ba là một số các cái công tác liên quan đến công việc hành chính. Ví dụ như là soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ, rồi xây dựng các chương trình làm việc, tổ chức các hoạt động, vân vân. Bạn Đinh Khải cái gì đây? Dạ, bạn đó xin vào bằng mail của bạn á, xin thầy xét, tại vì Đúng mail của rồi. trường của bạn không có vô được. Rồi để thầy xem. Okay. Trong học phần này chúng ta sẽ học một số buổi về lý thuyết, số còn lại thì chúng ta sẽ làm các cái công việc thực hành. Và các công việc thực hành thì bao gồm những cái việc mà chúng ta sẽ tổ chức các cái hoạt động mang tính ứng dụng cụ thể. Ví dụ như là việc soạn thảo văn bản,
chúng ta phải thành thạo trong vấn đề soạn thảo văn bản và hiểu được cái cấu trúc của văn bản hành chính, rồi một số các cái loại văn bản thông dụng, việc xây dựng các cái kế hoạch hoạt động để tổ chức các hoạt động, quản lý các hoạt động, rồi xây dựng các cái quy trình công việc để xử lý các công việc. Chúng ta cũng hiểu về bản chất của hoạt động hành chính và cái cách thức tổ chức của một cái bộ máy hành chính. Thì phần bài tập này sẽ là bài tập của cá nhân và bài tập của nhóm. Và chúng ta sẽ nộp bài tập cá nhân cũng như là làm bài tập nhóm thì sẽ chữa ở trên bảng trên lớp. Như vậy thì dự kiến chúng ta sẽ có khoảng 4 đến 5 buổi là làm bài tập thực hành. Với cái mục tiêu là sau khi học xong môn học này thì những bạn nào mà đạt yêu cầu đó, thì sẽ hiểu về văn bản, viết được văn bản, soạn thảo được, xây dựng được các cái chương trình và kế hoạch. Đây là một môn học mang tính ứng dụng rất là cao trong hoạt động thực tiễn của chúng ta, và theo kinh nghiệm của các anh chị em đã học và ra trường thì những kiến thức của công tác hành chính thì nó có ứng dụng rất lớn trong cái hoạt động thực tiễn của chúng ta, mặc dù đây là môn học mang tính tự chọn đấy. Còn nếu giả sử như chúng ta không đạt được những yêu cầu như vậy thì chúng ta sẽ không ghi nhận là sẽ hoàn thành cái học phần này. Để thứ nhất là những bạn nào mà muốn hoàn thành thì bạn đó sẽ phải học lại. Thứ hai là nếu không muốn hoàn thành thì xem như là chúng ta không có cái học phần này ở trong cái chương trình học. Thì đó là một số cái nội dung mà chúng ta thống nhất với nhau để chuẩn bị cho cái việc học. Để phục vụ cho cái việc học này thì ngoài các tài liệu ở trên trang mạng, rồi tài liệu mà thầy gửi cho các bạn, thì chúng ta sẽ phải có một cái hoạt động gọi là tìm hiểu thực tiễn. Và việc tìm hiểu thực tiễn này thì các bạn sinh viên sẽ tự mình tìm hiểu các công việc về về lĩnh vực hành chính ở tại địa phương, bằng việc chúng ta có thể đến các cái ủy ban nhân dân phường xã hoặc là huyện hoặc là các sở ban ngành để tìm hiểu về cái hoạt động của cái bộ máy hành chính ở đó. Cái cách thức để thực hiện các công việc cũng đơn giản, cũng không chúng ta cũng không có điều kiện để đi sâu hơn, nhưng mà về trách nhiệm thì các bạn sẽ phải trực tiếp đến một quan sát cái hoạt động ở một cái văn phòng nào đó, để chúng ta thấy được là người ta làm việc theo một cái dây chuyền, theo một cái quy trình như thế nào. Ví dụ các bạn đi công chứng, các bạn đi làm hồ sơ xin giấy xác thực vân vân, chúng ta biết được cái công việc nó làm ra sao. Chúng ta cũng sẽ đọc thêm tài liệu để chúng ta nắm được cái bản chất của vấn đề và hiểu rõ hơn. Đối với những vấn đề gì các bạn chưa hiểu hoặc hiểu chưa rõ thì các bạn có quyền yêu cầu giáo viên giải thích thêm. Thầy sẵn sàng giải thích với các bạn và trao đổi với các bạn những vấn đề mà chúng ta đang còn khúc mắc. Đấy là một số các cái quy định chung để chúng ta tham gia vào cái lớp học này. Có bạn nào có thắc mắc hoặc là có ý kiến gì không ạ? Alo? Chắc là không bạn nào có ý kiến đó thầy. Dạ thưa thầy, là em bên lớp quản trị K42 á thầy, thì thầy cho em hỏi là bây giờ lớp quản trị K42 có thể gom lại chung thành một nhóm không ạ? Có bao nhiêu bạn? Dạ hiện tại hình như có tầm 5 bạn á thầy. 5 bạn hả? Vấn đề Dạ cụ thể như nào? Các bạn K42, các bạn K42 bây giờ thì những bạn nào đi đi học ấy thì thống kê lại. Dạ Lan Hương hả? Lan Hương đang nói đây hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì Lan Hương xem trong lớp 42 có bao nhiêu bạn thì thống kê lại cho thầy rồi báo với lại bạn Hằng lớp trưởng nhé. Dạ. Rồi. Nếu có khoảng 5 người trở lên thì sẽ lập một cái nhóm riêng của lớp 42.
Vâng, đó là ý kiến của bạn bạn Hằng, bạn bạn Hương. Ngoài ra về cách thức học tập, tổ chức chấm điểm vân vân các thứ thì có bạn nào có ý kiến gì không ạ? Dạ, chắc không ai có ý kiến gì đâu thầy. Không ai có ý kiến. Rồi. Nay trên hệ thống của chúng ta có 69 người, trừ đi hai nick của thầy thì còn 67 người. Lớp 44A hiện nay có bao nhiêu sinh viên hàng qua học kỳ 1? Dạ em vẫn chưa thống kê được mấy bạn học đó thầy. Không, lớp chính ấy. Dạ có 70 bạn đó thầy. Bạn bây giờ còn bạn bạn qua một kỳ thì có bao nhiêu bạn nghỉ học rồi? Dạ 3 bạn ạ. Ba bạn thì cũng ít mà. Lớp B thì đã có 6 người nghỉ rồi. Rồi thì như vậy thì ở đây 69 người là 67, trên danh sách group là có 80 người. Như vậy thì lớp 44A dự kiến thầy nghĩ là có khoảng cỡ 40 đến 45 người học. Được rồi, bây giờ tạm thời là như vậy. Sau cái buổi này thì các nhóm của lớp 44A thì báo cáo lại với lại lớp trưởng là nhóm cũ của mình ấy có bao nhiêu bạn đi học trong theo phần này. Bạn Hằng làm thống kê cho thầy nhé. Dạ vâng. Yêu cầu các nhóm báo số sinh viên của nhóm mình đi học. Trên cơ sở đó, tuần sau chúng ta sẽ xác định là mỗi nhóm có bao nhiêu sinh viên và sẽ điều chỉnh nếu giả sử như có những nhóm sinh viên ít quá. Rồi, đó là một số các quy định cũng như là một số các vấn đề chúng ta giới thiệu về cái học phần này. Bây giờ nếu không có ý kiến gì khác thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung học nhé. Sáng hôm nay chúng ta sẽ học sang đầu vào chương thứ nhất là chương tổng quan về quản trị hành chính văn phòng. Mục tiêu của chương này thì chúng ta sẽ giới thiệu về các khái niệm liên quan đến công tác hành chính, quy trình hoạt động của công tác hành chính, rồi những yếu tố tác động đến hành chính, và cuối cùng là cái ý nghĩa của công tác hành chính đối với các đơn vị. Dự kiến là học phần này chúng ta cái chương một này chúng ta sẽ học trong vòng 2 buổi. Phần thứ nhất chúng ta sẽ giới thiệu lại một số các cái ôn lại một số các khái niệm và giới thiệu thêm một số các khái niệm liên quan đến công tác hành chính. Học phần là quản trị hành chính văn phòng. Về bản chất là công tác hành chính trong một đơn vị là những hoạt động hỗ trợ để giúp cho cái hoạt động chính của đơn vị nó trở nên có hiệu quả. Thí dụ như trường chúng ta là một trường học. Với trường học thì hoạt động chính đó là công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thì đó là được xem là công việc chính. Tuy nhiên để hỗ trợ cho công việc chính này thì cần phải có một hệ thống hành chính để hỗ trợ, bao gồm các phòng ban chuyên môn hỗ trợ về mặt nhân sự, về mặt công tác sinh viên, về mặt tài chính, về mặt cơ sở vật chất v.v. Như vậy thì cái bộ máy hành chính ấy, là để hỗ trợ cho cái công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường chúng ta trở nên có hiệu quả hơn. Và đó là một phần của công tác quản trị nói chung. Vậy bây giờ chúng ta sẽ ôn lại về khái niệm về quản trị. Đối với các bạn K44A thì chúng ta vừa mới học xong. 442 thì cũng đã học rồi. Còn là lớp quốc tế học thì sẽ không học quản trị đúng không ạ?
Các bạn có cái học chưa học quản trị học đúng không? Sẽ chưa ạ. À chưa. À, các bạn chưa học, các bạn đã đọc về quản trị bao giờ chưa? Chắc là chúng ta cũng không chưa có điều kiện để tiếp cận về khái niệm quản trị đúng không ạ? À, thế bây giờ thầy sẽ mời một bạn trong lớp quản trị nhắc lại về quản trị học nha. Lớp quản trị bạn lớp kế toán bạn nào xung phong không nói về khái niệm, chúng ta sẽ nói về mục đích của công tác quản trị để làm gì ạ? Nào mời một bạn nào ở lớp kế toán xung phong phát biểu ạ. Các bạn phát biểu trong các buổi học sẽ được ghi nhận như là cái phần điểm thưởng nhé. Và tùy theo mức độ của các câu hỏi thì những bạn tham gia đóng góp sẽ tích lũy điểm thưởng. Thầy sẽ công bố cái mức điểm thưởng cũng như là cái phần mà khuyến khích học tập trên lớp trong từng buổi. Và có bạn nào phát biểu về ý nghĩa của cái công tác quản trị, hay nói khác là mục đích của công tác quản trị là để làm gì ạ? Có ai có ý kiến không nhỉ? Không có ai có ý kiến thì thầy sẽ mời nhé. Năm mới dành ưu tiên cho các bạn nào ở lớp này thôi, ưu tiên cho các bạn nữ đi. Có bạn nữ nào xung phong không? Ưu tiên số đông lớp kế toán, có bạn nào xung phong ạ? Thầy sẽ mời một bạn vậy. Mời bạn nào thì bạn đề nghị bạn đó bật camera lên nhé. Bạn Phạm Thị Ý Nhi. Ý Nhi đâu rồi ạ? Alo? Dạ thầy. Rồi, bật camera lên cho nào. Nào, Ý Nhi cho biết là mục đích của công tác quản trị là để làm gì? Thầy, là mục đích của việc công tác quản trị là thực hiện, hoàn thành những việc và bằng nỗ lực của người khác. À, thì bằng nỗ lực của người khác. Thầy chưa công bố điểm của lớp, còn lớp kế toán ai nha. Trả lời mà không đúng chắc phải trừ điểm đi. Rồi, cảm ơn bạn Ý Nhi. Bây giờ mời thêm một bạn nữa. Bạn Thảo Vi, Phan Đăng Thảo Vi. Alo. Thảo Vi cho ý kiến mục đích của công tác quản trị, hay nói khác là hoạt động quản trị, thì nhằm đến mục đích gì đây? Dạ thầy, em dạ thầy, em nghĩ mục đích của công tác quản trị là quản lý mọi thứ, quản lý nhân sự. À, quản lý mọi thứ, quản lý nhân sự. Quản lý để làm gì? Nhân ta quản lý để làm gì? Để giúp hoạt động tốt hơn. À, giúp hoạt động tốt hơn. Rồi, bật camera lên. Đang ngồi ở đâu mà lại tắt camera vậy? Thì ở trong phòng. Ồ, em em học quốc tế học thầy, em tưởng thầy hỏi em. À. thì hỏi học thì hỏi thì học à, thì học lớp nào cũng được. Yeah. Mà hỏi ra gì càng tốt chứ sao? Thảo Vi học lớp quốc tế học hả? Dạ. Yeah. À, rồi, cảm ơn. Rồi hỏi thêm một bạn nữa thôi, hỏi bạn Nam đi, Đăng Quang. Đăng Quang hay Đặng Quang gì đây? Bạn Đăng Quang đâu? Em đây thầy ơi.
Nào, bật camera học lớp quản trị hay là lớp kế toán hay là có thể học đây? Dạ, cái tốt này ơi. Kế toán. Rồi, cho kiến đi. Thầy là Quản trị để làm gì? Học quản trị để làm gì? Hay nói khác là người ta làm công tác quản trị để làm gì? Mục đích của nó. em nghĩ là để kiểu như là quản lý từ nhân viên rồi cũng như là muốn phát triển hơn cho cái nguồn lực của mình có hiệu quả hay là muốn nâng cao được cái năng suất lao động của mình trong doanh nghiệp của thầy. Vâng, phần này là phần ôn lại thôi. Công tác quản trị cá nhân hay là của tập thể thì đều nhắm đến một cái mục đích, đó là làm cho công việc của chúng ta có hiệu quả hơn. Đó là mục đích của công tác quản trị đấy ạ. Sinh ra công tác quản trị là để làm cho công việc có hiệu quả. Và chúng ta lưu ý rằng là có rất nhiều tài liệu nói rằng là quản trị là cái việc mà thực hiện các cái công việc để đạt được cái hiệu quả thông qua người khác bằng hoặc thông qua người khác. Nhưng đó là cái khái niệm và cái cách hiểu về quản trị tổ chức. Còn khái niệm quản trị chung thì chúng ta sẽ không định nghĩa hẹn hẹp như vậy. Quản trị nói chung thì đó là toàn bộ các hoạt động để nhắm đến cái việc là làm cho công tác có hiệu quả. Dù đó là quản trị công việc của cá nhân hay là quản trị của một tổ chức. Còn nếu chúng ta chỉ nói là quản trị là cái công là hoạt động mà nhắm đến cái việc làm cho công tác có hiệu quả bằng hoặc thông qua người khác, đó là chúng ta nói giới hạn trong quản trị của tổ chức thế nha. Còn khái niệm về quản trị chung thì nó không chỉ nói là như thế mà nó phải mở rộng hơn. Đó là nó nhắm đến cái việc là làm cho công tác của chúng ta có hiệu quả. Vấn đề là tiếp theo hỏi là tại sao công tác quản trị lại có thể giúp cho chúng ta có thể đạt được hiệu quả công tác cao? Câu hỏi này sẽ ghi điểm cho những bạn nào phát biểu. Vì sao làm công tác quản trị lại có thể thôi chứ không phải là lúc nào quản trị thì cũng mang lại hiệu quả cao rồi. Tại sao làm công tác quản trị lại có thể giúp cho chúng ta đạt được hiệu quả công tác cao? Bạn nào trả lời được câu hỏi này thầy sẽ ghi điểm. Lê Quốc Huy. Vâng, xin mời Quốc Huy. Thưa thầy, em là Huy lớp quốc tế K41. Thì theo Vâng. em cái việc quản trị này là nó dễ để cho mình được theo sát, dễ thống kê để theo dõi được tất cả mọi cái hoạt động mà không có bỏ sót cái nào và không bỏ sót thành viên cá nhân nào. Vâng, đó là ý kiến của bạn Huy. Bạn Huy, đây là bằng logic suy nghĩ của mình đúng không ạ? Chứ còn chưa đọc sách gì cả. Vâng, cảm ơn bạn Huy. Rồi, có bạn nào phát biểu nữa ạ? Xin mời ạ. Chúng ta có bạn Huy mở màn cho phát biểu rồi. Nào, có ai phát biểu nữa không? Diễm Quỳnh. Xin mời Diễm Quỳnh. Dạ thưa thầy là theo em nghĩ bởi vì công tác quản trị á, là mình sẽ phải á, hoạch định công việc và mình tổ chức và kiểm soát cái quá trình thực hiện á, nên là mình sẽ có thể đưa cái quy trình thực hiện công việc nó được phối hợp nhịp nhàng và hợp lý á, và mình có thể sử dụng cái nguồn lực một cách phù hợp và vừa đủ duy trì hoạt động và có thể đạt được mục tiêu chung của tổ chức với chi phí thấp nhất ạ. Vâng, cảm ơn bạn Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh là ở nhóm nào cũ rồi? Dạ, em ở nhóm nhóm 2 của bên quản trị nguồn nhân lực đó thầy. À, đây bên hai hả? Dạ đúng rồi. À, rồi, ok. Dạ, em cảm ơn. Rồi. À, vâng, chúng ta có hai người phát biểu. Thứ nhất là thầy rất cảm ơn và tuyên dương hai bạn, nhất là bạn Quốc Huy của lớp quốc tế học, thứ hai là bạn Dung Quỳnh tham gia phát biểu. Vâng,
Công tác quản trị nó sẽ giúp cho chúng ta có hiệu quả. Mục đích của nó là hướng đến hiệu quả, và thực tế thì làm công tác quản trị thì nó cũng có thể giúp cho chúng ta đạt được cái công việc với hiệu quả cao. Câu hỏi đặt ra là tại sao làm công tác quản trị lại có thể giúp cho chúng ta đạt được hiệu quả? Thì cả như bạn Huy và bạn Quỳnh đều nói rằng là công tác quản trị nó có thể giúp cho chúng ta, vì chúng ta có thể theo sát công việc, chúng ta có thể quan tâm đến mọi người vân vân, chúng ta có thể hoạch định tổ chức và điều chỉnh các công việc để hướng đến cái tính hiệu quả. Bản chất của nó đúng là như vậy. Công tác quản trị thì nó có khả năng giúp cho chúng ta đạt được cái hiệu quả công tác cao, là bởi vì thực hiện công tác quản trị là thực hiện theo những chức năng của quản trị, mà chức năng của quản trị thì nó có thể giúp cho chúng ta là kiểm soát công việc được tốt hơn. Từ cái việc đầu tiên là xây dựng, đặt ra các mục tiêu cho nó phù hợp thông qua cái việc hoạch định, mà bởi muốn hoạch định thì chúng ta sẽ phải hiểu được mình là ai, mình như thế nào, mình có cái gì và cái điều kiện hoàn cảnh môi trường như thế nào. Trong cái điều kiện đó chúng ta sẽ đưa ra một cái mục tiêu nó phù hợp và nó sát hợp với thực tiễn. Rồi trong quá trình tổ chức thực hiện điều khiển, chúng ta sẽ lần lượt làm các cái công việc theo cái kế hoạch của mình. Và hơn thế nữa là trong cái quá trình thực hiện thì chúng ta luôn luôn việc, và việc kiểm soát công việc thì nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái gì phù hợp và những cái gì không phù hợp. Từ những vấn đề không phù hợp, chúng ta tìm ra nguyên nhân để khắc phục, để giúp cho công việc của chúng ta có hiệu quả hơn. Và bởi vậy cho nên là làm công tác quản trị nó sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội để làm cho công việc có hiệu quả như vậy đấy. Bây giờ thì xin hỏi lớp quốc tế học là năm thứ nhất hay năm thứ hai đấy? Dạ năm tư ạ thầy. Năm tư à? Dạ. À, vâng, năm tư. Năm tư thì bây giờ tôi hỏi thêm một câu của Huy này. Lê Quốc Huy đúng không? Dạ. À, năm thứ tư sắp ra trường rồi, anh cả ở đầu rồi. Trong quá trình học, kết quả hiện nay thì đạt vào khoảng hạng gì đây? Trung bình khá hay là giỏi đây? Dạ, hình như là khá thôi thầy. Hình như là khá là tốt rồi. À, vậy thì khi vào học, Huy có đặt mục tiêu là ra trường với hạng gì không? Thật sự chia sẻ với thầy là em chỉ mong ra trường thôi. Mà cũng không sao cả, mong ra trường thì cũng cũng được thôi, chả vấn đề gì. Vấn đề là chỉ mong ra trường thì cũng có nghĩa là cũng đặt ra mục tiêu rồi, bởi vì có rất nhiều người ra trường thôi, cho nên là ra trường được là cũng là một mục tiêu. Tất nhiên là mục tiêu này không cao lắm, nhưng rõ ràng là nếu đặt mục tiêu là có thể ra trường thì chúng ta đã có cố gắng cho cái việc này rồi và cũng quan tâm đến việc này rồi, bởi vì có rất nhiều các bạn vào trường chúng ta không thể ra trường được, không thể ra trường được đấy. Và cái công tác quản trị của chúng ta ứng dụng vào trong vấn đề này, đó chính là chúng ta trong quá trình học, nếu chúng ta muốn ra trường thì chúng ta sẽ phải xem kết quả học tập của mình như thế nào, đúng không? Nếu giả sử như là không đạt để chỉ tiêu ra trường thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái phương pháp học tập. Ví dụ như 2 phẩy thì chúng ta ra trường được rồi, nhưng mà nếu mà dưới 2 phẩy thì sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Mà thậm chí là nếu mà 2 phẩy nhưng mà lại có một số môn bắt buộc không qua được thì cũng không thể ra trường được. Bởi vì công tác quản trị là công tác mà trong quá trình mà chúng ta đặt cái mục tiêu là chúng ta sẽ ra trường, mà chúng ta lại xem cái thực hiện của mình nó chưa đạt được yêu cầu đó, thì chúng ta sẽ phải xem lại nguyên nhân vì sao, và từ đó thì chúng ta sẽ nỗ lực cố gắng hơn để giúp cho cái chúng ta đạt được mục tiêu. Công tác quản trị nó làm cho chúng ta có cái hiệu quả chính là ở chỗ mà chúng ta luôn theo sát đến cái mục tiêu, đối chiếu với thực tiễn để chúng ta điều chỉnh, và đó là cái cơ hội để giúp cho chúng ta đạt được cái tín hiệu hiệu quả. Thầy cũng hy vọng rằng là không chỉ là Quốc Huy mà các bạn khác cũng sẽ có điều kiện để ra trường, và thậm chí là có đặt ra những cái mục tiêu tốt hơn, không chỉ là ra trường với tấm bằng bình thường mà có thể là đạt được thứ hạng như là hạng khá hoặc là hạng
Rồi. Tất nhiên thì thầy cũng chia sẻ rằng ra trường với một tấm bằng hạng nào thì nó chỉ là tạo ra cơ hội cho chúng ta ở giai đoạn ban đầu thôi. Thông thường thì khi tuyển dụng, người ta cũng sẽ có trọng số nếu như chúng ta có cái tấm bằng hạng cao hơn. Nhưng đó chỉ là cái ứng dụng ban đầu thôi, cái tác dụng ban đầu thôi. Còn việc chúng ta có hoàn thành được công việc hay không và chúng ta có thể phát triển được hay không, nó không phụ thuộc vào, hoàn toàn không phụ thuộc vào tấm bằng của chúng ta hạng gì, mà nó phụ thuộc vào cái nỗ lực cố gắng và cái tinh thần thái độ của chúng ta. Bởi vậy cho nên là những bạn nào mà ra trường với tấm bằng trung bình, các bạn cũng không quá phải băn khoăn. Còn những bạn ra trường với tấm bằng loại giỏi, thậm chí là xuất sắc, cũng không phải vì vậy mà chúng ta tự mãn. Bởi vì sự thành công của một con người thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái sự nỗ lực cố gắng và cái tinh thần thái độ, cái kỹ năng làm việc của từng người đấy. Chúc các bạn sẽ có một cái khóa học tốt và chúng ta sẽ ra trường thành công trong cuộc sống nhé. Từ cái khái niệm về quản trị hướng đến cái việc chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả cao, thì công học quản trị nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái ý nghĩa thực tiễn lớn lao hơn. Đó là với cái việc là chúng ta làm việc thì phải có hiệu quả cao. Cho nên là nếu chúng ta mà làm việc không tốt thì bản thân chúng ta sẽ phải tự xem xét lại mình để gì ạ? Để điều chỉnh đạt được cái hiệu quả công tác tốt hơn. Nếu như chúng ta không đạt được hiệu quả công tác tốt thì về mặt nguyên lý xem như là chúng ta không phù hợp với công việc. Và nếu không phù hợp với công việc thì chúng ta tốt nhất là nên ra khỏi công việc đó, tìm một công việc khác nó phù hợp. Nếu chúng ta là một nhà quản trị tổ chức, tức là một người đứng đầu một cái tổ chức nào đó hay là tham gia vào công tác quản lý với người khác, thì trách nhiệm của chúng ta sẽ là làm cho cái tổ chức của chúng ta, cái bộ phận của chúng ta có hiệu quả. Và nếu chúng ta không làm được việc đó, chúng ta tìm ra nguyên nhân rồi tìm ra giải pháp để khắc phục mà cũng không khắc phục được, ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ làm công tác quản trị không hiệu quả. Thì tôi xin thưa quý vị, những người ở những cương vị đó, nếu áp dụng vào lý thuyết của quản trị thì những người đó sẽ phải tự nguyện rời chức vụ, hay chúng ta còn gọi là từ chức đấy. Còn nếu giả sử như cái người mà làm công tác quản trị nhưng lại không hiệu quả mà vẫn cứ ngồi ở đó, thì trách nhiệm của những người quản lý cấp trên là sẽ đưa người đó ra khỏi cái vị trí đó. Người ta gọi đó là cách chức đấy. Bởi vậy cho nên về mặt nguyên lý là học đi đôi với hành. Chúng ta học về quản trị thì chúng ta sẽ phải ứng dụng vào quản trị. Và một trong những vấn đề ứng dụng đó là nếu làm không tốt thì chúng ta hãy nhường công việc đó để cho người khác làm. Và đó là trách nhiệm của chúng ta. Thì đó là cái phần mà mở rộng cái khái niệm về quản trị. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một khái niệm thứ hai, là khái niệm về hành chính. Trong cuộc sống, tất cả các sinh viên của chúng ta đều đã tham gia vào công tác hành chính rồi đấy. Và xin hỏi là bây giờ, xin hỏi là có bạn nào nêu cho thầy một cái ví dụ về cái công tác hành chính nhá? Lấy một cái ví dụ về cái hoạt động của công tác hành chính nhá. Alo? Alo. Các bạn có nghe không ạ? Dạ có. Dạ có thầy. Nào, bạn nào lấy một cái ví dụ về công việc hành chính ạ? Đâu là công việc hành chính? Ai lấy được ví dụ nào? Ghi công cho người đó nhá.
Có ai phát biểu không? Bạn Quốc Huy. Rồi, xin mời Quốc Huy. Thưa thầy, ở năm cuối năm 3 thì em có thực tập ở sở ngoại vụ, thì em được tiếp xúc với một số loại giấy tờ văn bản hành chính á. Thì ở trên cái góc trên bên trái nó có một số cái mã quy định như là giấy tờ ở ví dụ ở bệnh viện gửi đến, hoặc là giấy tờ ở bên phía công an, hoặc là ở một số cơ quan đơn vị nào đó, thì nó sẽ có những cái quy chuẩn, những cái cách đặt cái mã để mình có thể dễ xếp theo ngày tháng và xếp theo những nơi gửi tới để dễ quản lý và theo dõi cái tiến trình hoạt động. Vâng. Thì xem đó là công việc hành chính phải Dạ. không ạ? À, việc sắp xếp hồ sơ thì có nhiều tiêu chí, chỉ có điều là thực hiện theo tiêu chí nào thì thực hiện theo tiêu chí đó. Thí dụ người ta có thể phân thành cái nguồn mà gửi đến, nên là bỏ các hồ sơ thí dụ là từ công an, từ ủy ban tỉnh, từ các sở ban ngành cũng là một cách. Một cái cách thứ hai thì người ta có thể xếp thành một cái nhóm gọi là công văn đến, công văn đi. À, và nếu mà nó ít thì người ta sẽ xếp theo thứ tự ngày tháng thôi. Vậy thì nó tùy theo cái việc là cái khối lượng công việc, khối lượng về hồ sơ nhiều hay ít. Và cái tính chất của cái việc lưu trữ là theo cái mục đích gì. Thì tùy theo cái việc phân loại người ta sẽ xếp theo một cái trật tự. Chỉ có điều là xếp theo trật tự nào thì sẽ phải tuân thủ theo cái quy định trật tự đó để chúng ta tiện cho cái việc lưu trữ sử dụng. À, ví dụ như việc nói là lập ra cái văn bản hồ sơ mà xếp theo cái nguồn gửi đến như là công an, như ủy ban, nhưng mà nếu cái nguồn này nó lại rất là nhiều nguồn mà chúng ta lại phân nhỏ quá thì nó sẽ khó khăn cho việc tìm kiếm. Vì vậy cho nên là tùy vào thực tiễn của mỗi đơn vị người ta sẽ đưa ra một cái hệ thống phân loại các cái hồ sơ tài liệu sắp xếp theo cái kiểu gì để tiện cho cái việc kiểm tra và sử dụng. Nhìn chung thì công việc mà sắp xếp hồ sơ vân vân các thứ đó cũng là một cái công việc quản lý hồ sơ, cũng là một công việc về hành chính. Ngoài công việc đó thì còn có